Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về thông tin của chiếc xe Toyota Vios phiên bản 2023 mới ra mắt, và đồng thời cập nhật cho anh chị cái giá bán của Vios thời điểm hiện tại. Vios 2023 sẽ ra mắt sau thời điểm tháng 5 năm nay, và theo thông tin bọn em nắm được thì có thể nó chỉ là một bản cập nhật nhỏ, bản Philip, chứ không phải là chiếc xe ra mắt ở thị trường Thái và thị trường bên Lào. Còn khi nào mà có cái thông tin chính thức từ Toyota Việt Nam thì bên em sẽ xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về chi tiết, thông số cũng như là nội ngoại thất chiếc xe 2023 sau. Còn hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị về cái giá bán của dòng xe Vios 2023, nhưng mà vẫn là form chung với 2022 ở thời điểm tháng 3 năm 2023 này. Thì trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Vios phiên bản 1.5 CVT, nhưng mà nó là bản E, là bản tiêu chuẩn. Thì ở cái thời điểm này thì cái bản E này được ưa chuộng hơn so với bản G, bởi vì là cái tài chính hiện tại là khá là khó khăn, nên là kể cả tất cả dòng xe khác anh em bây giờ cái bản tiêu chuẩn lại là được ưu tiên hơn so với bản cao cấp. Thì em sẽ cập nhật cho anh chị cái giá bán của dòng xe Vios. Hiện tại thì bên em vẫn đang còn tất cả các phiên bản xe Vios bản số sàn, bản 2023, sản xuất 2023 đến 2023 đấy ạ, thì có giá niêm yết ở thời điểm hiện tại tháng 3 năm 2023 này là 489 triệu, và thời điểm này thì bên em đang giảm cho anh chị là 34 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện 15 triệu nữa. Thì với cái ưu đãi này thì anh chị chuẩn bị giúp em khoảng 508 triệu là anh chị có thể lăn bánh chiếc xe ra ngoài đường rồi. Còn để trả góp thì anh chị cần chuẩn bị giúp em khoảng tầm 150 triệu thôi. Còn phiên bản thứ hai, phiên bản trước mắt chúng ta đây là phiên bản 1.5 ECVT, phiên bản số tự động tiêu chuẩn, thì có giá niêm yết là 542 triệu ở thời điểm tháng 3 năm 2023 này, thì em đang giảm cho anh chị là 34 triệu tiền mặt, và đồng thời cũng giảm cho anh chị, tặng thêm cho anh chị cái gói phụ kiện trị giá 15 triệu nữa. Chị có thể tùy chọn theo cái nhu cầu của mình. Với cái ưu đãi hiện tại thì với bản ECVT này thì anh chị cần chuẩn bị giúp em số tiền là khoảng 616 triệu là để lăn bánh, còn để trả góp thì nó sẽ rơi vào khoảng 181 triệu cho phiên bản ECVT này. Trước mắt chúng ta đây, đây là màu vàng cát. Còn phiên bản cao cấp nhất, phiên bản 1.5G CVT thì có giá niêm yết là 592 triệu và thời điểm tháng 3 năm 2023 này thì bên em đang giảm cho bản G là 40 triệu tiền mặt, và đồng thời là giảm tặng cho anh chị thêm một phụ kiện trị giá 15 triệu nữa. Với cái ưu đãi bên trên thì bản G thời điểm này sẽ lăn bánh rơi vào khoảng 616 triệu, còn trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em khoảng tầm 180. Vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu cho anh chị về cái giá bán tổng thể của các phiên bản Vios thời điểm hiện tại, cũng như là cung cấp cho anh chị cái thông tin về cái Vios sắp ra mắt phiên bản 2023, sẽ ra mắt khoảng tầm tháng 5. Còn trong video này em sẽ giới thiệu thêm cho anh chị về chiếc xe 1.5 ECVT này, nó có gì khác biệt so với phiên bản G, mà tổng số tiền chênh lệch nếu mà anh chị lấy hai phiên bản này nó sẽ chênh nhau khoảng 50 triệu. Thì 50 triệu anh chị sẽ có gì và được gì. Và đầu tiên thì là cái động cơ khung gầm và cảm giác lái nó sẽ là như nhau, tuy nhiên là nó sẽ khác nhau về cái một số option, ví dụ như là về đèn này, về mặt ca lăng. Đèn này đèn LED, đèn halogen dạng bóng, còn phiên bản cao cấp kia nó sẽ là bản full LED. Còn ngoài ra cái mắt ca lăng này thì là sơn nhám, còn bản G là sơn bóng. Còn la răng thì ba phiên bản như nhau. Về tay nắm cửa là khác nhau, phiên bản E sẽ có tay nắm cùng màu thân xe, còn phiên bản G là được mạ chrome. Ngoài ra thêm một chi tiết nữa, ở phía đầu xe là phiên bản này không có cảm biến phía trước, còn phiên bản G có thêm hai cảm biến phía trước nữa. Còn vào phía bên trong xe, như anh chị thấy đây, em sẽ để máy lên. Thì chiếc xe này là vẫn dùng chìa khóa cơ. Còn phiên bản 1.5G thì sẽ được trang bị là Smart Key. Điểm qua những cái chi tiết quan trọng này, cảm biến đèn Smart Key. Rồi ngoài ra là có thêm một cái cụm để điều khiển cái màn hình đa chức năng ở phía sau màn tablo này nữa. Màn hình thì như nhau. Một cái lớn nữa là cái cụm điều hòa này điều hòa chỉnh cơ. Còn điều hòa phiên bản G sẽ là điều hòa tự động một vùng. Hiệu năng làm mát thì như nhau, tuy nhiên là chức năng dùng bản tự động nó sẽ tiện hơn một chút.
Còn một cái quan trọng nữa là phiên bản này được trang bị là phiên bản này được trang bị là cái 4 loa thôi, còn phiên bản cao cấp kia được trang bị đến 6 loa. Còn túi khí thì chỉ được trang bị 3 túi khí, còn phiên bản cao cấp được trang bị là 7 túi khí. Còn các khác như là cam lùi này, rồi chỉnh gương điện này, chống trơn trượt, tính năng an toàn thì sẽ là như nhau. Nội thất cũng đều là màu be như bản G. Điều hòa của Toyota thì rất là mát rồi. Tuy nhiên là nếu mà anh chị nâng lên bản G thì nó sẽ thêm được một vài chức năng khác nữa. Phải 50 triệu thì anh chị nghiên cứu xem là với thời điểm kinh tế hiện tại có nên là lấy bản G hay không. Sau khi ra biển nó chênh nhau khoảng 50 triệu thì nó sẽ khác nhau về đèn, về cảm biến, về một vài cái chi tiết ngoại thất thì em sẽ cũng nhắc đến, về chìa khóa thông minh này, về điều hòa tự động, về túi khí và về loa 50 triệu. Còn tính năng an toàn, tính năng về máy móc động cơ không ngầm như nhau. Vừa rồi thì em đã làm video để giới thiệu cho anh chị sơ bộ về chiếc xe Toyota Vios phiên bản sản xuất 2023, và cung cấp thông tin cho anh chị về phiên bản mới ra mắt. Thì anh chị nào quan tâm thêm về xe mới ra mắt hoặc là muốn lấy xe thời điểm hiện tại giá tốt thì liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.